Bật mí bí mật về ngày báo chí Việt Nam 21/6 dài nhất năm, ngày đỉnh CAO ánh sáng năm 2024 một. Ngày 21 tháng 6 năm 2024 là ngày gì? Năm 2024, điểm hạ chí sẽ rơi vào ngày 21 tháng 6, lúc 3 giờ 46 phút giờ Việt Nam. Hay nói cách khác, ngày 21 tháng 6 năm 2024 là ngày hạ chí năm 2024. Ngày hạ chí là thời điểm giữa của mùa hạ, cũng thường rơi vào giữa năm. Đây là thời điểm bắt đầu mùa hè ở bắc bán cầu và bắt đầu mùa đông ở nam bán cầu. Ngày trí diễn ra hai lần trong năm, một vào mùa hè được gọi là ngày hạ trí, tháng 6 và một vào mùa đông được gọi là ngày đông chí, tháng 12. Ngày hạ trí thì mặt trời nằm cao nhất về hướng bắc, ngày đông chí thì mặt trời nằm cao nhất về hướng nam. Theo các nghiên cứu thiên văn, vào ngày hạ chí, bắc bán cầu sẽ nghiêng về phía mặt trời nhiều hơn so với nam bán cầu một khoảng là 23,5 độ. Vào ngày này Thời tiết thường khá nóng bức và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dễ mắc các bệnh như cảm cúm, say nắng, mất sức. Vì thế, con người cần có sự chuẩn bị kỹ càng vào thời gian này. 21/6 là ngày dài nhất trong năm 2024. 2. Vì sao 21/6 là ngày dài nhất trong năm 2024? Với những đặc điểm thiên văn đặc biệt, hạ chí là ngày mà mặt trời chiếu sáng nhiều nhất năm. Do đó đây cũng là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Vì lý do này, nhiều ý kiến cho rằng ngày 21 tháng 6 là ngày dài nhất trong năm 2024 là có cơ sở khoa học. Theo các nhà thiên văn học, bình minh sớm nhất xuất hiện trước ngày hạ trí vì ngày dài hơn 24 giờ vào thời điểm này trong năm. Cụ thể, độ dài của ngày được đo bằng khoảng thời gian giữa hai lần giữa trưa liên tiếp, dài hơn gần 1 phần 4 phút so với 24 giờ. Do đó, buổi trưa mặt trời đến muộn hơn theo đồng hồ vào ngày hạ trí so với trước đó một tuần. Vì vậy, Thời gian mặt trời mọc hay lặn cũng đến muộn hơn theo con số hiển thị trên đồng hồ. Lý do chính khiến mặt trời mọc sớm hơn trước ngày hạ chí là do độ nghiêng của trục quay trái đất. Điều này khiến cho bình minh sớm nhất luôn diễn ra trước ngày hạ chí ngay cả khi quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời là một đường tròn hoàn hảo. Tuy nhiên, quỹ đạo elip của trái đất cũng ảnh hưởng lớn đến thời điểm xảy ra hiện tượng này. Vào ngày hạ chí Trái đất tương đối gần điểm viễn nhật điểm xa mặt trời nhất trên quỹ đạo điều này làm giảm hiệu ứng hơn so với khi trái đất ở gần điểm cận nhật vào cuối năm. Để dễ thấy, ở các vĩ độ trung bình, bình minh sớm nhất ở bắc bán cầu diễn ra khoảng một tuần trước ngày hạ chí và hoàng hôn muộn nhất xảy ra khoảng sau hạ trí một tuần. Đến cuối năm, hoàng hôn sớm nhất đến trước hai tuần so với ngày đông chí, trong khi bình minh muộn nhất xảy ra khoảng hai tuần sau ngày đông chí. Cũng cần lưu ý, hạ trí không phải một ngày mà là một thời điểm cụ thể vậy nên nó sẽ không rơi vào cố định một ngày qua hàng năm. Việc hàng năm người ta gọi ngày nào đó là hạ trí chẳng qua vì thời điểm hạ trí rơi vào ngày đó trong năm. Trong khi đó, các địa điểm khác nhau trên thế giới lại có ở, có thể ở nơi này đang là tối hôm trước thì ở nơi khác đã có thể là sáng hoặc trưa của hôm sau. Khi hạ trí bắt đầu, bán cầu bắc nghiêng hẳn về phía mặt trời 23,5 độ nên lượng ánh sáng ở đây nhận được sẽ rất nhiều, dẫn đến việc thời gian ban ngày trong tiết khí này sẽ lớn nhất trong năm, ngày dài hơn đêm, trời lâu tối và nhanh sáng. Thậm chí thời gian ban ngày có thể dài đến mức một số thành phố ở Bắc U có hiện tượng đêm trắng, tức là không hề xuất hiện ban đêm. Ngày hạ trí cũng là ngày có hoàng hôn lâu nhất trong năm. Ngày hạ trí đánh dấu điểm cao nhất của mặt trời nhưng không phải là ngày nhiệt độ cao nhất do nhiệt độ ở đại dương bắt đầu giảm dần. Đến giữa tháng 6, các đại dương ở Bắc Bán Cầu vẫn giữ được nhiệt độ mát từ mùa đông năm ngoái. 3. Ngày 21 tháng 6 năm 2024 là ngày tốt hay xấu, nên làm gì? Việc xem ngày ngày 21 tháng 6 năm 2024 là ngày tốt hay xấu sẽ giúp bạn hiểu hơn về ngày này, cũng như chủ động sắp xếp kế hoạch phù hợp cho công việc của mình. Xem lịch âm dương ngày 21 tháng 6 năm 2024 ngày 21 tháng 6 năm 2024. Ngày dương lịch, thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 5 năm Giáp Thìn. Tiết khí, hạ trí, giữa hè. Trạch nhật, ngày Bính Thìn, háng, canh ngọ, năm Giáp Thìn. Bằng lớn hơn ngày Bảo Nhật, Đại cát, Dương hỏa sinh Dương thổ, là ngày Thiên Can sinh Địa chi nên rất tốt, Đại cát, thiên khí và địa chi sinh nhập, con người dễ đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại. Ngày 21 tháng 6 năm 2024 tức 16 phần 5 âm lịch năm Giáp Thìn, là ngày Thiên Lao Hắc đạo. Bằng lớn hơn là ngày Thiên Thương theo lịch ngày xuất hành của cụ Khổng Minh. Ngày này, xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi. Việc nên làm và nên tránh làm trong ngày 21 tháng 6 năm 2024. Nên, thực hiện các công việc quan trọng như mai táng, sổ mộ, cải mộ, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài, tế tự, tranh chấp, kiện tụng, giải oan, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, hôn thú và các công việc, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc. Không nên, không có việc kiên kỵ. Như vậy có thể kết luận ngày 21 tháng 6 năm 2024 là ngày tốt, nên làm các việc như cưới hỏi, khởi công, xây dựng, xuất hành, ký hợp đồng, chuyển nhà, mai táng, sửa mộ. 4. Những điều đặc biệt về ngày 21 tháng 6 21 trên 6 là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ở nước ta, ngày 21 tháng 6 hàng năm được biết đến là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là ngày kỷ niệm ra đời của tờ báo thanh niên, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Vào ngày 21 tháng 6 hàng năm, Đảng và cả nước tổ chức các hoạt động tôn vinh nghề báo chí. 21 trên 6 là ngày quốc tế yoga. Từ năm 2015, ngày 21 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày quốc tế yoga. Ngày này đã được Đại hội Đồng Liên hợp đã được Đại hội Đồng Liên hợp Quốc lập thành nhằm tôn vinh lợi ích của yoga đối với sức khỏe của con người, khuyến khích tập luyện yoga trên toàn thế giới nhằm phòng ngừa bệnh tật và giúp gắn kết cộng đồng.